Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kate Cuộc Sống Úc. Hôm nay các bạn theo chân mình đến một cái vịnh nhỏ nhé, một cái vịnh rất đẹp. Nó có tên là Little Bay. Đường đến đó cũng rất đẹp này. Nó ở xa trung tâm một chút nhưng mà nó vắng vẻ và nó rất là hoang sơ, thiên nhiên. Trời hôm nay hơi ửng lên một chút sau gần 2 tháng liền mưa. Nhưng vẫn còn hơi sầm xí, chứ nếu mà trời mà nắng thì ở bên Úc này trông trời nó xanh đẹp lắm. Một điểm đặc biệt ở Úc là khi mà ra biển thì có thể lái xe ra gần biển được. Có thể đỗ xe sát bờ biển luôn. Biển này thì không có tàu đi qua. Một số cái biển lớn khác thì có tàu đi qua hoặc là xe bus ra tận nơi luôn. Đã ngửi thấy hơi nước biển rồi đấy. Mình đi vòng vòng qua cái khu vực này một chút là tới nơi. Thực ra là bờ biển nó sát ở đây rồi. Nhưng mà mình đi vòng vòng để tìm chỗ đỗ xe. Nhà khu vực này cũng đẹp quá ha. Đất rộng, nhà không có sát nhau lắm. Ôi, cái hàng cây thông này nhìn mới đã này. Quá đẹp luôn. Mê cái hàng cây thông này quá. Wow, đã quá. Cạnh bờ biển này có một cái sân golf. Wow, ra đây thì rất là tiện này. Mấy ông bố mà không thích xuống thì đứng ở đây đánh golf này. Còn mấy bà mẹ với trẻ con dẫn nhau xuống. Mọi người cũng đỗ xe sát bờ biển luôn này. Cũng đông vui ấy chứ. Tưởng ít người mà hôm nay ra cũng nhiều người. Chim thì đẹp quá. Ở đây có rất nhiều ốc, hến, sò nhá. Mọi người có thể ra đây bắt được này. Muốn bắt thì phải xin giấy phép nhá. Và mỗi người chỉ bắt được khoảng 20 con thôi. Nước trong chưa? Trong vắt luôn, nhìn thấy cả đá phía dưới này. Nào nó trong lạ luôn, nó khác với mấy cái biển khác. Ở đây là một cái vịnh cho nên sóng rất là nhỏ. Mọi người có thể chèo thuyền này. Đấy, thấy không? Có người đang chèo thuyền phía xa này. Đẹp. Nó nhỏ nhỏ không lớn nhưng mà thấy nó rất là bình yên này. Cảnh nhìn chỗ nào nó cũng đẹp đẹp à. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.